Ok, hồi anh em lướt lướt xài team Netfest thì thấy game này trong lúc mà lẩm nhẩm thì tranh thủ tải đó hết luôn. Đây là cái bản demo của con game là Biohazard Escape Room, game ra mắt vào ngày 16 tháng 11, thì đây cũng là một cái loại Escape Room thôi, thậm chí họ chưa có dựng mà cái video nè, chỉ mới có 6 tấm ảnh thôi, nhưng mà nhìn nó thì hoài niệm về con Logic và Bạch của tôi đó. Mình cũng muốn chơi thử nó coi sao. Thật sự game có quá khó không? Đấy. Mấy con vòng máy là những cái data center này. Đồ họa thì ổn hơn con game mà của tôi cũng nhiều. Đây là chắc mấy cái dây đố nè, nên cũng coi thử game nó làm sao. Nói chung là mình kẹt trong cái phòng thí nghiệm hay gì đó, rồi tìm đường trốn thoát. Trông có vẻ đơn giản nhưng mà mấy dòng game giải đố thì đơn giản vậy thôi. Rất là nhiều ngôn ngữ luôn nha. Nói chung là lép cứ có tâm huyết đầu tư đó, thậm chí ra lồng luôn cái audio tiếng Anh mà. Trên Steam bây giờ á, nổi trội nhất cái phần marketing á thì vẫn là cái ngôn ngữ này. Ngôn ngữ càng nhiều thì nó càng nổi trội, rất là dễ lọt vô bộ lọc tìm kiếm của Steam. Thêm cái nữa là khả năng tương tác chéo cực kỳ cao luôn, nhất là khi nó hỗ trợ nhiều, nhiều ngôn ngữ. Game tải lâu phết nha. Rồi ok, tải xong rồi vô game thôi. Đây. Hình như tôi chưa mở giới hạn FPS. Nhân tiện coi cái FPS nó làm sao luôn ha. Đây là con game thứ hai mà trong cái sự kiện Team Deathmatch mà tôi chơi thử. Thường thì hôm qua chơi một game lớn rồi, hôm nay chơi game nhỏ. Bật FPS lên. Chặt. Ngôn ngữ thì hiện chỉ có nhiêu đây thôi, phụ đề chết vô là có nè. Audio chuyển qua chế độ mà còn này, được chưa ta? Được chưa? WASD tốc độ chuột, khôi đồ bắt là nút backup. Ok, display này là gì? Sao không unlock được FPS lên ta? Hiện tại thì tôi đã để 144 đó, nhưng mà chắc con game này nó lock cố định 60 FPS luôn nên thôi. Rồi tốc độ chuột cũng tương đối ổn, FPS cũng rất là ổn định luôn, đồ họa thì đẹp. Chưa có bật cái bộ lọc cửa ánh sáng nè, nên anh em nhìn vô ba cái chữ này nó bị rất là lem lặng. Đây là cái thang máy giống như cái màn hai con Logitech X cấp của tôi. Đầu game thì chúng ta đi thẳng cái thang máy, một cái cây bạc, cửa bị phá nha. Con này là FOV nó rất là thấp nha, FOV tôi nghĩ nó chỉ có 60 thôi, nên nếu FOV mà lên được tí thì ngon. Trong cục gác không có cái gì cả. Không có nút ngồi, à có nút ngồi. Một cái cầu chì, full là cái cầu chì. Nút ngồi là nút C giống hay control nha, anh em nào có chơi thì để ý, hoặc là dev làm luôn hai nút đây. Cái card màu trắng. Thực ra là đừng nên để cái bàn nó trống rỗng như vậy, cái ngăn bàn trống rỗng như vậy. Tại đồ đạc bên ngoài rất là nhiều nè. Nên nếu như có làm thiết kế cái ngăn bàn á thì dev nên là để một số đồ vật vô. Mặc dù tất nhiên là để đồ vật vô thì người chơi không tương tác được, nhưng ít ra là nó cho cái cảm giác chân thật. Thay vì để mấy cái ngăn bàn trống rỗng như thế này. Thêm nữa nhìn từ trên xuống ở ngay cái vị trí này chỗ tôi đứng nè, chỉ thấy một cái này thôi, chìa khóa của cái hộp điện đây. Ủa phải mở ba lô à? À không, nó tự lắp chìa khóa luôn. Đây đã mở ra, sẽ lắp một cái cầu chì vô đây.
20 trừ 64 à. 20x3 là 60. 60 trừ 16 là 64. 20x3 là 60. Rồi 54, 54 cộng với 10 nữa. Không được. Chỉ có trừ 8 với cộng 2 thôi nên không thể ra 10. Chỉ là x3 là không thể, thì chúng ta với x2. X2 là 40 nè. 40 rồi ra 64 là phải 24 nữa. 24 gì là cộng 32 trừ 8. À đây cái bảng điện nó cái đây nó sáng lên. Đây còn gì nữa không? Bảng điện ở đây nó sáng lên thì dùng cái cây cạc màu trắng nãy chúng ta lấy được á. Hồ đồ nó tự lắp luôn. Đi Phan, ở ngoài còn gì không? Không ra ngoài được nha. Chị là có thể là dép cho mình vô đây là bắt buộc phải ở trong đây luôn. Ở ngoài chắc không còn đồ để tương tác đâu. Lại mấy cái ngăn bàn chống rỗng nè. Một cái nghịch lý đồ ở ngoài rất là nhiều thì nên để vô ngăn bàn. Chứ không ai để mấy cái ngăn bàn chống rỗng như thế này toàn bộ hết. Đó, mở ra hết tất cả luôn rồi. Cái này là có khả năng là mình thiếu cái phụ kiện nên không thể tương tác được. Vàng, xanh dương, xanh lá, tím, đỏ, 5 màu nha. Vàng 5 màu rồi. 6 chỗ 5 màu, có cái cài trong đây. Nên để đây dễ nhìn hơn là để trên ghế. Mấy cái này thì không tương tác được. Thì nên để cái hình gì vô cho nó đẹp. Quy này là sao? Hai cái lẫy này với cái lẫy này thì có khả năng nó ở đây, ba cái đều nhau với một cái dính liền đã nằm đây nè. Đó, ba cái đều nhau nè với một cái dính liền là 1 2 3 4. Hai cái trắng liền nhau với cách ra một ô thì có khả năng là hai cái cạnh này. Cái này là hai cái liền nhau và hai cái cách một ô, thì cái góc này có thể là hai cái liền nhau nó nằm ở đây, hai cách nhau có thể nằm hai chỗ này hoặc là hai chỗ này. Như thế này là đúng rồi, có sai cái gì đâu ta. Màu cam đúng rồi nào. Đúng hết rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa thấy nó mở.
bốn số bốn màu. Một hai ba bốn, một hai ba bốn là đã nháy màu đỏ một cái. Không, khi nào đúng màu xanh nó ra thôi. Cái này bốn số nha. Chống cái dàn máy ở chỗ tôi làm đó. A đến F, một cái khối cầu mà anh ta nên mở cái kho đồ tủ này điện thứ hai bao nhiêu số, vẫn là bốn số, bốn số bốn số, cái này cũng bốn số nữa. Mảnh giấy đã được cắt tỉa thì tôi nghĩ dùng ở đây để giải cái thủng này thôi, nhưng mà chúng ta phải đi hết một vòng coi có còn những gì bỏ sót những gì không. Cái này là cuốn cứu quả hay là cây quạt gì đó giống dội cứu quả tự động đó. Ok, chúng ta chỉ còn cái này thôi. Bây giờ màu đỏ trước tiên, cái này màu đỏ. Này xanh lá. Cái này màu nâu đất. Này xanh dương. Ghét, ghen luôn. Cái này, này. Này, này. Ok. Nếu như thế này thì chỉ có ở chỗ này thôi. Nào, nó trùng màu cho nào. Đó. Số 7 nè. Góc phải dưới hết. Cái này ghen. Ghen là số 9. Ghen là số 9. Lưu. Lưu thì có 4 cái hồ ngang, chỉ có đây thôi. 5. 7. 9. 5. Bảy chín năm không, ghét ghen luôn.
nguyên cái tủ chỉ để một cái cục này. Vậy là mình chưa đủ mấy cái viên bi nữa. Mà cái này sao lại sai ta? Nếu như nó là bốn cái mà chỉ có một cái trống thì bắt buộc cái này đúng nè, cái dòng ngoài thì còn là đúng rồi đó. Cái dòng thứ hai trong bốn cái liền nhau thì chỉ có chỗ này là đáp ứng được cái yêu cầu đó thôi, tại vì chỗ này là không thể rồi. Nên cái dòng thứ hai thì chắc chắn đúng nữa. Cái dòng thứ ba thì dòng thứ ba đơn giản quá rồi. Như thế này chắc chắn đúng dòng thứ tư. Dòng thứ tư thì cái nhánh này vô đây không được. Vậy là như nãy cũng chỉ có thể chắc chắn đúng ngay cái đó rồi. Với cái dòng thứ năm, dòng thứ năm thì tôi nghĩ cũng không có sai đâu. Hai cái liền nhau như thế này thì chỉ có một ở đây, hai ở đây thôi. Nếu ở đây thì cái này nó lọt rồi. Trời ơi, vậy là nó hai trường hợp đúng. Như hồi nãy của tôi là cũng đúng, cái này cũng đúng luôn. 48 15. Bốn số. Cái cabinet này nó cái này nó sẽ mở qua cái này. Nên chắc thử vô đây trước. Tại vì hai cái đều liên quan đến máy tính. Mã nhị phân á, giống con Logitech cáp tôi đó. Một, hai, ba, bốn. Đây, con Logic cây bạc của tôi đây. Không có thu nhỏ lại được đó. Game. Em đi. Đây, cái câu mã nhị phân của tôi đây. Không 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 một tức là số 1 đầu tiên là 240 là bằng 1 á, là 240 là bằng 1 rồi. Cái thứ hai đó là 1110 tức là 241 cộng với 242 là 6. Đây là 6 nè, 0110 á là 16 rồi đó. Một sáu bốn ba, 643. Xong sai. 1 6 0010 2 à, nhầm 241.
241 con 240 là 23 1623 chứ không phải 1643, nhầm qua 242. Tắt cái BIOS đi, ngứa con mắt. Vô đây chắc đủ rồi đó. Ủa mình làm cái gì? À, Amanda. Cái chữ đầu tiên là chữ gì? À. Cái màu này màu gì ta? Tím. Xanh dương. Cái này không can thiệp được. Tím. Xanh dương. Màu này hình như màu đỏ. Tím xanh dương đỏ vàng. Ủa tím xanh dương đỏ xanh lá vàng đỏ. Không cần xếp đâu, nhớ màu bấm luôn được rồi. Cái kẹt chạy ở đâu ta? Rồi demo chỉ có nhiêu đây thôi, chỉ có khoảng là 5-7 câu đố thôi. Thực ra cũng là tương đối đơn giản đó, game dễ quá. Game này chắc một người làm thôi, vẫn đang trong quá trình xây dựng. Rồi ok, phiên bản 0.13 game này cũng ổn đó nha. Rồi giới thiệu lần nữa với anh em, game tên là phòng thí nghiệm đó, nguy hiểm sinh học, chạy game hết gấp luôn. Đúng là phòng thí nghiệm còn một phòng hai phòng, ít nhất là còn ba bốn phòng đó. Nhưng mà mấy câu đố gần như rất đơn giản, không có suy nghĩ gì nhiều hết. Thực ra do cái thiết kế của con game á, chứ không phải là nó quá khó đâu. Game gợi ý cho chúng ta rất là nhiều thứ nên chủ trương nó như vậy. Như đi vô cái căn phòng đó, mình có thể tương tác với những gì khác thì nó đều có tương tác hết. Nhưng mà tốt nhất đừng nên để một cái ngăn tủ nó trống quá nhiều. Ít ra thì cái ngăn tủ cũng phải kéo kéo mở đồ được như tôi. Đây. Đó là gần như là đối trọng của con game của tôi đó nha. Nè cái mã một của tôi là nó nằm đây nè, mã nhị phân thì nó treo trên tường. Ở đây là cái mã nhị phân của tôi nè, anh em nào chơi thì chắc biết. Rồi ok bye bye anh em, đã hoàn thiện con game thứ hai trong cái mà chuỗi game của Steam Next Fest. Tương lai thì tôi sẽ chơi thứ nhiều game nữa, mới chơi được hai game này thôi, ba game này. Game này không biết ra mắt chưa nữa. Sáu tiếng nữa game sẽ ra mắt. Hy vọng game này thành công. Nói chung là lượng follow nó rất là cao rồi, nên trước mắt nó sẽ thành công thôi. Rồi ok bye bye anh em. Rảnh thì chơi game tiếp nữa, hết giờ nghỉ chưa rồi.